Hello các bạn, hôm nay mình đổi gió chút xíu ha. Mình sẽ phân tích một chi tiết rất là thú vị trong đoạn trailer cuối cùng của tựa game Black Myth Wukong. Nếu các bạn chưa coi qua, mình có để link ở dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể đến thẳng kênh của Black Myth Wukong để xem luôn. Trailer này cực kỳ hay và cực kỳ cuốn hút các bạn. Hiếm có cái game nào mà mỗi lần ra trailer lại có 1 tỷ thứ mới ở trong đó. Thì trong trailer mới nhất của Black Myth Wukong á, ắt hẳn các bạn có nghe cái đoạn rap siêu ngầu ở giữa video đúng không? Thì đoạn rap này thực ra là một bài thần chú ở trong Phật giáo các bạn, mà người ta hay gọi ngắn gọn là chú vãng sanh á. Và tên đầy đủ của nó là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Thì thần chú này được Phổ Hiền Bồ Tát nói ra để giúp trợ duyên mau vãng sanh về tịnh độ các bạn. Công năng của thần chú này bao gồm Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng, tức là đánh bay tất cả các nghiệp chướng, diệt được tất cả các tội lỗi bao gồm các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy bán chánh pháp. Từ đó dẫn đến đắc sanh tịnh độ, tức là làm sạch tâm trí khỏi phiền não và nhanh chóng vãng sanh đến cực lạc. Nghe đến vãng sanh á thì chắc các bạn liên tưởng ngay đến là thần chú này hay niệm lúc sắp có người lên đường hay là trong các lễ cầu siêu đúng không? Thực tế thì các bạn thấy chức năng của nó là tiêu trừ nghiệp chướng và thanh tịnh tâm hồn các bạn, chứ không phải là giúp siêu thoát. Nên là tụng lúc nào cũng được và người nào tụng cũng được. Đặc biệt là mấy đứa nào mà chuyên tạo nghiệp á thì các bạn có thể giới thiệu cho tụi nó cái chú này, tụng ngày đêm 6 thời mỗi thời 24 lần để tiêu trừ bớt nghiệp chướng. Anyway thì sau đây là phiên bản thuyết minh tiếng Việt dựa trên phiên âm tiếng Hán của thần chú này. Đó cũng là cái phiên âm mà trong trailer Black Myth Wukong dùng luôn. Thì mời các bạn thưởng thức ha. Nhớ đeo tai nghe, chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim các kiểu. Nam mô A Di Đà Bà Đà, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Địa Gia Tha, A Di Đi Đô Bà Tì, A Di Đi Đa, Sắc Tam Bà Tì, A Di Đi Đa, Tỳ Ca Lan Đế, A Di Đà Đa, Tỳ Ca Lan Đa, A Di Đà Đa, Tỳ Ca Lan Đa. Nam mô A Di Đà Bà Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Bà Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Thì đó chính là bài chú trong game. Thực ra nếu để ý kỹ á thì có lẽ game Science đã rất tinh ý các bạn. Bài chú ở trong game bị cắt mất hai câu cuối, đó là Gia Di Nị Gia Gia Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha, và bị lặp ở một câu là A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa. Nếu xét về ý nghĩa tiếng Việt á thì nguyên một bài chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng này được phát biểu như sau: Quy mệnh vô lượng quang, Như Lai như vậy liền nói chú là Cam Lộ hiện lên, Cam Lộ phát sinh, Cam Lộ dũng mãnh, đạt đến Cam Lộ dũng mãnh, rải đầy hư không, thành tựu các tường. Thì hai câu cuối các bạn, rải đầy hư không, thành tựu các tường bị cắt mất tiêu, mà chỉ còn lại một câu đạt đến Cam Lộ dũng mãnh bị lặp lại thôi. Có phải vì yếu tố âm nhạc không cho phép nên bắt buộc phải lặp lại cái câu này để bài nhạc được hay hơn hay không? Thì mình nghĩ là không các bạn, bởi vì khi lắp hai câu cuối vào á thì nó hoàn chỉnh bài chú và đồng thời nó khớp nhịp với cái bài hát gốc luôn. Nam mô A Di Đà Bà Đà, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Địa Gia Tha, A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đa, Sắc Tam Bà Tì, A Di Đà Đa, Tỳ Ca Lan Đế, A Di Đà Đa, Tỳ Ca Lan Đa, Gia Di Nị Gia Gia Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Nên theo mình nghĩ chỉ có khả năng là game Science đã cố tình thôi các bạn. Và mình nghĩ điều này có thể giải thích phần nào cái tựa game là Black Myth, Hắc Thần Thoại. Thì trong Phật giáo á, các bạn có thể hiểu sơ sơ Cam Lộ là một cái thứ nước phép quyền năng, tức là hiểu rộng ra là một cái quyền năng của Phật Pháp á các bạn. Ví dụ các bạn thấy Quan Âm Bồ Tát hay cầm cái bình có cái cành cây á, thì cái cành cây gọi là dương liễu, còn cái bình thì nó chứa nước Cam Lộ ở chẩm. Thì khi phát tâm đọc chú này lên mà chúng ta chỉ dừng ở câu là đạt đến Cam Lộ dũng mãnh, tức là đạt đến cái quyền lực tối cao rồi đó, nắm giữ cái phép màu thần thông của Phật Pháp rồi nha, mà lại tiếp tục lặp lại đạt đến Cam Lộ dũng mãnh một lần nữa, thì các bạn có cảm nhận được một cái lòng tham nó trỗi dậy không? Kiểu như là đạt đến Cam Lộ dũng mãnh, đạt đến Cam Lộ dũng mãnh mà không chịu đi tiếp các bạn. Nó thể hiện như một cái ý nguyện muốn níu giữ lấy cái quyền lực này mà không đem đi để rải đầy hư không và để có thành tựu các tường đúng không? Thì phát tâm đọc chú tiêu trừ nghiệp chướng mà chỉ nhằm mục đích là đi gom pháp lực thôi, là còn nghiệp chướng để đó tính sau. Thì mình thấy nó như vậy thì cái hình ảnh này là mình nghĩ đến cái việc
Có thể Black Myth Wukong nó sẽ có cái cốt truyện đảo ngược đen trắng các bạn. Có thể là các yêu quái mà các bạn gặp á sẽ có bản chất là người tốt, có tâm thiện lành các kiểu thôi, nhưng mà chỉ vì một lần phạm một lỗi gì đó mà bị chịu đày làm yêu quái trước pháp lực của thần Phật thôi. Còn ngược lại thì trong số thần vật á, sẽ có những kẻ thực sự là gian tà và cần phải tiêu diệt các bạn. Thì mình không rõ là game Science có chịu chơi đến mức mà cho những cái thần Phật lớn làm boss cuối hay không, nhưng mà chắc là sẽ có những cái boss mà thần Phật cấp thấp thấp làm boss thì cũng có thể lắm các bạn. Trong thực tế thì tiểu thuyết Tây Du Ký cũng có rải rác mấy cái chi tiết mà kiểu như oái âm và nó phản ánh cái thực trạng xã hội gọi là bất bình với lại gọi là những cái giai cấp ở phía trên, giai cấp phong kiến. Ví dụ như một cái chi tiết ở cuối tiểu thuyết luôn, các bạn có thể thấy là khi mà Đường Tăng đi thỉnh kinh đến được nơi của Phật rồi, đến được Tây Phương rồi á, vẫn phải đưa Phật một cái bát vàng để có thể lấy được chân kinh về. Thì chi tiết này có thể hiểu tích cực như việc là buông bỏ danh lợi, buông bỏ cái bát vàng để lấy chân kinh về, nhưng mà cũng có thể hiểu tiêu cực như là hối lộ ngay cửa Phật để lấy chân kinh về. Thì dù sao nguyên tác cũng là do tác giả Ngô Thừa Ân viết mà chứ không phải là Đức Phật viết, nên chắc chắn là sẽ có những cái bài học phản ánh về tình hình xã hội lúc đó. Và nếu game Science có thể khai thác được những cái thứ này vào game á thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Một lần nữa có thể giải thích cho cái chữ Black Mist, tức là để phơi bày ra những cái chuyện mà đen tối không ai thấy được, hoặc là không ai muốn thấy được các bạn. Tức là cái sự thật nó rành rành ra như vậy, nhưng mà có thể mình cố gắng mình nghĩ nó khác đi, mình nghĩ nó một cách tích cực lên, chứ mình từ chối thấy cái sự thật phũ phàng. Thì ok, đó là một cái đoạn thần chú nho nhỏ trong trailer mới, cũng như là trailer cuối cùng của Black Myth Wukong trước ngày ra mắt. Thì ngoài cái đoạn thần chú ra á, tất cả những cái ý khác là mình chém gió thôi nha các bạn, và phỏng đoán thôi cho vui thôi nha, nên các bạn xem giải trí là chính thôi chứ không phải là tin chính thức đâu. Thì nếu các bạn thấy có thêm ý nào hay ho thì có thể bình luận ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye.